Có nhiều đứa nó vô nó hỏi anh ơi, em đậu tốt nghiệp rồi mừng quá. Nó tao loài một ngón luôn. Không mà mày tốt, rớt tốt nghiệp rồi thôi mày đừng về nhìn mặt cha mẹ nữa chứ đậu tốt nghiệp thôi mà mừng. Đậu đại học nghe mừng còn được, đậu tốt nghiệp nó cũng mừng nữa mấy em. Nghĩ sao Nguyễn Trường thi tốt nghiệp rớt có hai đứa à. Nó đậu nó mừng. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Xin chào mấy em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ xuôi về tuổi thơ để nhớ lại những cái kỷ niệm một thời bột đậu ngạo nghễ. Wow. Thường thường đó mấy em biết nói sao giờ, nó cái gì mà nó càng rẻ đó thì người ta càng quan tâm. Đó, cái cuộc đời bán thực phẩm bổ sung của anh Duy Nguyễn tính tới nay cũng được gần chục năm rồi. Rất là nhiều em thanh niên, sinh viên, thanh niên xung phong đồ này nọ các kiểu vô hỏi: "Anh ơi bán em 2 kg bột đậu." "Anh ơi bán em 1,5 kg bột đậu." "Anh ơi bán em 3 kg bột đậu thể hình mới chịu nha." Bột đậu phải bột đậu thể hình mới chịu, bột đậu thường không chịu đâu. Rồi xong rồi cái nói thôi em ơi, bây giờ nói em nghe vậy à, em ở quê đúng không, bây giờ anh bán bột đậu cho em mà anh ở Sài Gòn anh ship vô cho em nó hơi bị tốn phí. 1 kg bột đậu thì có mấy chục ngàn thôi mà ship 1 kg mấy trăm ngàn, ví dụ vậy, 100 mấy 200. Thôi em ra ngoài tiệm tạp hóa đó em mua đậu đi ha, xong rồi em về mua cái cối xe tiêu đó, em xay em nghiền nát ra rồi uống nha cho nó rẻ. Rồi ủng hộ bà bán tập quá nữa, lấy mối quan hệ với bà mốt tiếng sang tới con gái bà. À, nó không chịu đâu, nói thôi em cũng được, anh bán cho em 5 loại đậu thể hình á. Em sống ở từng tuổi này em chưa biết khái niệm 5 loại đậu thể hình là đậu gì đâu. Ông ra em hỏi bà trồng đậu dưới quê coi, bà có trồng đậu thể hình không? Đó. Nó không phải 5 loại đậu uống vô là tăng cơ giảm mỡ đó anh. Nó má đậu mà uống tăng cơ giảm mỡ luôn hả? Đậu uống tăng cơ giảm mỡ luôn rồi sao thấy mấy người uống sữa đậu nành với ăn tàu hũ đâu có tăng cơ giảm mỡ đâu em. Đó. Xong cái không, anh nói cũng đúng, em thấy thầy chùa không, Thiếu Lâm Tự, Hiếu Lâm Tự. Ủa, thầy chùa nào nấy bụng 6 múi cơ vú chà bả. Nói ông nội ơi, mấy thằng đó là diễn viên ông ơi. Ủa mấy thằng đó là diễn viên với phần biết thứ hai biết sao không? Ủa xách nước lên chùa nhiều quá luyện cơ dai. Xách mà làm đi làm nghề nè mấy em. Quá đi nhà thấy đủ mệt chưa, mà đi lên núi nữa tập toàn thân còn gì nữa ba, chơi diễn tập hết trơn rồi đó. Nhiều khi vẫn giỡn với mấy em nói vậy thôi chứ nhiều khi mấy em đưa ra như anh những cái khái niệm khó đỡ. Nói chung á, trong nghệ thuật quảng cáo đó người ta dùng chữ lạm dụng. Lạm dụng là gì? Lạm dụng là cái gì cũng quăng vô thể hình được hết, cái gì cũng quăng vô gamer mới chịu. Nó bột đậu gamer đúng không, rồi áo thun gamer, rồi giày Zimmer. Cái chữ Zimmer của ai vậy ta? Cái chữ Zimmer của ai nói vậy ta? Đó. Nên đâm ra cho tụi em một cái kiến thức lệch lạc, tụi em thiếu kiến thức nền đúng không? Em thiếu kiến thức nền, em không biết gì nó tăng cơ giảm mỡ mà cứ giờ kiếm anh bột đậu tăng cơ giảm mỡ hoài. Thì thôi giờ em nói em thích đậu đúng không, giờ cứ mua đậu đen trộn đậu đỏ đi, uống đậu đỏ sao giờ chưa có bồ gì đó đúng không? Có không? Mà cái vụ gì á mà giờ muốn có bồ ăn chè đậu đỏ gì đó. Tao cũng biết này đâu ra luôn. Đó, ăn chè đậu đỏ có bồ. Bây giờ ăn chè đậu đỏ chưa có bồ. Vì đậu đỏ đỏ pha thêm chút đậu đen nữa. Đậu đen pha thêm chút đậu trắng để thêm đậu xanh nữa. 4 đậu rồi, còn đậu nào nữa? Còn đậu tốt nghiệp nè. Không, bữa nay có kết quả thi. Có ai rớt không? Trời đất ơi, có nhiều đứa nó vô nó hỏi anh ơi, em đậu tốt nghiệp rồi mừng quá. Nó tao loài một ngón luôn. Không mà mày tốt rớt tốt nghiệp rồi thôi mày đừng về nhìn mặt cha mẹ nữa chứ đậu tốt nghiệp thôi mà mừng. Đậu đại học nghe mừng còn được, đậu tốt nghiệp nó cũng mừng nữa mấy em. Nghĩ sao Nguyễn Trường thi tốt nghiệp rớt có hai đứa à, nó đậu nó mừng. Nhiều khi trường thành tích á, trường mà tao mắc bệnh thành tích á, người ta vuốt luôn lên trăm trăm luôn, không cho ai rớt đúng không, mà lỡ có rớt rồi phúc khảo sao cho lên thôi à. Đó. Ôi vãi cả đậu tốt nghiệp mà chúc mừng em đi, tặng cho em hũ súp đi anh. Ồ biết thân ghê luôn. Rồi nhưng mà nó tóm lại cuộc đời mấy em, ở đâu cũng có tinh anh đúng không, hay nói khác ở đâu cũng có anh hùng mà ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên đúng không.
Thì bây giờ bột đậu á thì cũng có nhiều loại bột đậu lắm. Nó anh đang nói ở đây anh nói bột đậu ngạo nghễ, bột đậu tinh hoa. Đó, chứ anh không nói bột đậu kia. Bột đậu kia thôi ra bà tập quá đi. Chả có gì khác cả, nó về sai xiết đậu này nọ kia. Đó. Vậy tại sao cái khái niệm mà bột đậu á nó lại ra đời? Đó, bột đậu tinh hoa nha. Bây giờ nó lại lần cuối. Cái cụm từ bột đậu trong video của anh là bột đậu tinh hoa. Bột đậu được FDA chấp nhận, chứ không phải bột đậu về xay xong rồi pha trộn dồi mọt mối mắm như trong đó tự mày ăn tự mày bổ luôn, không ai kiểm định hết, không chơi à. Anh cái gì cũng vậy thôi, bỏ cho miệng anh kỹ lắm, đúng không? Anh phải theo tiêu chuẩn quốc tế mà. Đó, anh kỹ lắm. Nên bột đậu của anh là phải được FDA approve, FDA chấp nhận và được bày bán trên khắp siêu thị nước Mỹ. À, cuộc sống mà đúng không, sắc tộc tôn giáo giới tính màu da này nọ các kiểu khó sống lắm em. Có những người ta ăn chay đúng không, có những người ta ăn chay và có những người ta muốn tìm kiếm một cái sự healthy từ thực vật, người ta cân bằng cái đại nguồn đạm lại, hiểu không, cái nguồn protein á. Tại vì người ăn chay chắc chắn á, chay nhiều loại nữa, có loại chay uống sữa được thì nó uống quay được, còn có loại chay không uống sữa được, cho chay mà chay ghê á, ăn thực vật không à. Thì cái loại đó người ta phải dùng tới bột đậu để người ta tập gym, người ta duy trì sức khỏe. Tại trong một cái điều kiện ăn chay lâu ngày nó thiếu chất ông ơi, nó yếu xìu à. Nó bởi phải ăn thịt vô nó mới giữ được, hiểu không? Mà dặn thịt đó thì vi phạm về điều khoản tôn giáo, nên họ chuyển qua họ ăn bột đậu. Còn cái loại thứ hai cân bằng protein thực vật. Còn cái loại thứ ba nó siêu sao hơn, nó ngạo nghễ hơn nữa, nó đam luôn thực vật. Nó thứ nhất ăn thực vật là sát sinh, thứ hai ăn động vật là sát sinh, ăn động vật là ác, ăn động vật là gì cố tình tiếp tay cho giết thú rồi gì lum la hết ung thư đồ các kiểu, cái tàu luôn đó nữa. Đó, nên bây giờ người ta phải chế ra bột đậu để làm chi, để gọi là người ta dành cho những đối tượng như vậy. Wow, đúng không? Rồi, nhưng mà cái bột đậu chế ra đó nó phải đạt được một cái yêu cầu chất lượng, nó phải cao cấp, chứ không phải bột đậu chế ra giống như đậu xay, không làm vậy được. Đó, thì cái bột đậu nó nâng lên tầm supplement. Wow, thực phẩm bổ sung thể hình. Chữ thể hình là lạm dụng đó, nó chỉ là thực phẩm bổ sung thôi, còn chữ thể hình là lạm dụng mà. Cuộc sống đôi khi phải lạm dụng chút đỉnh. Đó, nói sao ta, có rất nhiều cái hãng nó cung cấp, nó phân phối và nó bán ra cái bột đậu này. Nhưng mà đã là bột đậu á thì nó dính tới 2-3-4 cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là đậu giỏm. Đậu giỏm ba, đúng không? Trong đậu á thành phần protein nó rất khác nhau, chứ không phải đậu nào cũng như đậu nấy. Mà đậu giỏm á thì làm lên phải đưa qua FDA người ta kiểm. Mà FDA người ta kiểm tôi biết đậu giỏm phải ghi vô cái, phải ghi rõ ràng cho cái nhãn đậu giỏm, nó quê. Quê bộ, đúng không? Nên cũng có đậu giỡn thôi. Thật ra hàng quá nó dùm lum hết. Nhưng mà để làm được cái mùi sản phẩm, cái mùi, cái vị và cái độ hòa tan của protein từ thực vật rất khó ông ơi. Wow, rất khó. Nó không phải là như thiên đường của quay đâu. Quay là nó một cái sản phẩm mang tính công nghiệp đại trà, nó dễ là nó. Còn thằng bột đậu á thì vậy là nó tóm lại nè, cái thằng bột đậu nó khác quay chỗ nào? Bột đậu tinh hoa nha. Mệt quá, anh sợ mấy anh cưới cắt clip mấy em. Ồ, đem này ra chắc ăn. Tại vì biết sao không, bây giờ tụi nó bán bột đậu không tinh hoa, cái nó nghe nói chữ bột đậu không nói gì hết á, nó cắt clip ra, nó quảng cáo cho thứ của nó. Nó giang hồ nó hiểm ác lắm em, nó ăn trên xương máu không à. Nên giờ thôi, bột đậu tinh hoa để vậy cho khỏi cắt trúng hợp tâm. Đó, nó bột đậu tinh hoa là nó sản xuất đó, nó sẽ khó hơn so với quay. Khó hơn, làm mấy bột đậu này kinh. Khó pha, pha nó khó hòa tan. Độ hòa tan của protein bột đậu này nó không có ghê gớm lắm. Thật ra anh nói bột đậu là nói cho vui. Tại vì sao? Tại nói cho tụi em hiểu á. Chứ còn hả, cái sản phẩm này nè, cái sản phẩm mà anh đang nói đây là protein thực vật. Nó là protein thực vật, nó kia là plant protein, chứ không phải là bột đậu không. Em hiểu không? Nếu mà bột đậu không làm nó ra gì trơn trọi đó. Nó mà nó không có được đa dạng cái nguồn protein, em hiểu không? Đó, vậy thì cái bột đậu với bột quay nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau về thành phần protein. Nó mà protein nó có 20 acid amin, ok, đúng chưa? Nó có 20 acid amin, ok.
mà trong cái bọc đậu đó là cái thứ nhất á là cái sự hấp thu nó không được cao, cái thứ hai nữa đó protein nó không được, nó, cái mạch protein nó không được chất, nó được chất ở đây đằng sau, biết EA không? EA cái mạch đó đó cộng lại với nhau phải khớp, anh dùng cái chữ khớp thôi, chứ còn những video những năm trước anh nói rất rõ rồi. Còn nếu mà cái mạch đó cộng vô nó bị nhiễm một xích thôi là nó lên đường, tại vì cái loại này nó hấp thu có điều kiện không ơi, tức là cái đống mạch đó đó, thí dụ nó quy định rằng, giờ tao ví dụ đi, nó quy định là isoleucin phải là 3 gram, leucin phải 4 gram, cái kia phải 5 gram, nó tạo ra một tỷ lệ tốt để hấp thu, nhưng mà trong đó cái gì cũng đúng hết, chỉ cần thằng sai thôi là nó hấp thu theo thằng kém nhất, hiểu không? Đó, nó hấp thu theo thằng kém nhất, nên cái chất lượng của thằng protein đậu thuần túy á nó không có cao, mà mày trộn vô tụi nó lại cũng vậy thôi à. Đó, nên cái nghệ thuật trộn protein á nó sẽ rất là khó đó, để nó làm sao nó làm chỉ số BB nó bằng chỉ số BB nó cao á, chỉ số BB nó 100 và chỉ số gì gì nó là 1 đó. Ủa chỉ số gì gì quên rồi ta, ai comment đúng trúng VPN nha, cái chỉ số gì gì đó nó phải là 1 nha, đó cái chỉ số gì gì á mà nó dưới 1 là không được nha, đó nên nó phải tìm cách nó mít lại, nó xào chẻ chỗ đó ra để cho chất lượng protein nó tốt ngang quay. Nên nó tóm lại cái thằng sản phẩm mà lăn protein á được gọi là good, được gọi là tốt á, khi nào nó chất lượng nó phải ngang quay, còn chất lượng nó thua quay cả nhà bỏ đi, chất lượng thua quay là chất lượng bà tập quá nha. Đó, rồi chất lượng này nó phải tốt ngang quay mới được, nó mới thành là bột đậu ngạo nghễ. Rồi thì cái đây á không phải là cái sản phẩm đầu tiên mà BBT phân phối đâu. BBT phân phối trước là Raw Fusion của hãng Sun Nutrition. Raw Fusion. Raw là gì? Là raw đó chứ raw là gì? Đúng không? Raw là những cái gì tinh gọi là cái gì ta? Thuần khiết nguyên liệu á, nó kêu là raw. À, giờ vậy gái còn trinh kêu là raw. Không đó nó thiệt. Còn gái đẻ con rồi hết raw. Nó ví dụ vậy, tức là raw là cái gì đó nó mang nguồn nguyên liệu chứ nó không được chế biến quá trời quá đất. Ví dụ như em dùng cái chữ là raw beef, beef là thịt bò đúng không? Raw beef chắc chắn là bò sống rồi. Còn bây giờ mày nói beef không ai beef, mày làm bít tết rồi sao? Đó, nó miếng bít tết không kêu là raw beef mà là cook. Nó cook beef. Đó. Còn kia là raw beef, nói rõ ràng không ăn raw hết, ăn raw đồ sống sao ăn. Nên cái chữ raw nó là như vậy đó em. Raw Fusion, sản phẩm chủ lực của hãng Sun Nutrition luôn, nó nhiều loại lắm, anh đã nói trước đây rất là nhiều rồi. Còn bây giờ cái hãng này là của Nutrac, nó về chung hàng với Nutrac, nó cũng có khá là nhiều mùi vị, đúng không? Thiết kế nhãn thì cũng rất là tốt. Tất nhiên anh bây giờ anh đọc một số thành phần chính, một số cái chính của thằng này nó có một cái vị rất khác, kem, nó bị kem nha, kem mới chịu. Thường thường á anh ta bị sô cô la, vani hết, đó mà này bị kem mới chịu. Nè đầu tiên nó nổ nè mấy em. Làm từ 100% thực vật thiệt. Nó dùng chữ thiệt là chữ real đó. Wow. Đó. Rồi 100% tự nhiên luôn. Đó. Vậy là thằng này á ở bên Mỹ á nó chia làm hai giờ, nó nói chung là cái thực phẩm bên bển nó chia làm hai cái, một cái là thường với một cái là organic. Em hiểu không? Cái organic đó là cái được trồng theo cái tiêu chuẩn nó rất nghiêm khắc. Anh lấy ví dụ như giờ trồng đậu đi. Cái đậu của em mà có con sâu nó bò vô nó ăn đi. Em phun thuốc trừ sâu vô cái đậu đó là hết organic rồi đó. Là hết organic rồi. Em bảo quản cái đậu đó bằng hóa chất cũng hết organic luôn. Nó khó lắm em. Cái sự organic này là do tổ chức bên Mỹ nó kiểm tra. Nó kiểm tra cả cái hạt giống, đúng không? Xong rồi nó kiểm tra cái quy trình em trồng, cái quy trình bảo quản, cái quy trình ra thị trường. Nó dán cái mác organic cho em là bảo đảm mắc cấp 3, cấp 4 lần kia luôn. Ví dụ như cà chua có hai loại nha. Tự nhiên cà chua thấy thằng rổ được có mấy sen nè, là cà chua đó không organic đâu ba. Cà chua đó phun thuốc, nhưng mà nó phun cũng ghê bằng Việt Nam, nó phun ghê bằng Việt Nam là nó được đâu được bán đó. Còn cái hàng organic là hàng nữa tự nhiên. Thực phẩm bổ sung cũng vậy, nó cũng có hai loại luôn. Cái đó là từ video khác anh nói chứ tụi em không biết đâu. Đồ nó có hai loại đó, một loại gọi là organic với một loại chưa organic đó. Mà cái loại organic nó mắc kinh khủng, hiểu chưa? Rồi thằng này nó nói là nó đồ real nha, đồ thiệt và đồ tự nhiên organic nha. Rồi tiếp tục đọc cái label thì giả gì đó coi đó em. Nó thật sự với em, mấy thằng lăn protein này label sao đẹp bằng quay được. Label đẹp bằng gì nhiều số không á. Label bùa lên chút đỉnh cho nhìn đẹp đẹp để nó dụ mấy thằng biết á. Đó. Còn chỉ nói em căn bản thôi. Thì bây giờ mình quan tâm
là cái nguồn protein đến từ nguồn nào, nguồn này có mắc tiền hay không, hay mà chơi đậu cùi. Đó, thì ở đây nó có 4 nguồn protein nè mấy em. Nó 4 nguồn protein, hướng dương nào, đậu rồi, gạo nâu rồi, hạt pumpkin nè, các kiểu 4 cái, đó không? Rồi một liều dùng nó là 20g protein. Nghe có vẻ ít đúng không? Nghe có vẻ ít, đừng nóng nhịn thợ muỗng thôi. Nó không phải quay nha ba, cái này là protein thực vật, nó ăn muỗng này nè. Một liều dùng nha, nó là 20g protein mà nó không có lacto, nó tuyệt đối không có lacto. Nhưng mà không có lacto và gluten á, biết gluten là gì không? Nó gluten á, sản phẩm nó phải gluten free nha. Tất nhiên này nó không có gluten. Thì bây giờ một cái sản phẩm á mà nó không có lacto chứ không có gluten nó dễ hấp thu lắm. Nó dễ hấp thu lắm. Thằng nào uống quay bị gì á, qua đây tao cứu cho. Thiệt. Phụ nữ có thai cho con bú uống quay không được đúng không? Qua đây em cứu cho. Tại cái thằng này là nó sinh cho nó kỳ quay cho đó. Thằng này nó ưu điểm cho nó của nó là như vậy. Tỷ lệ dễ hấp thu này nọ. Đó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Cái mùi và cái độ hòa tan. Thì bây giờ mình coi cái hãng này nó khắc phục được cái đó chưa? Yes. Hiểu không? Nếu mà nó chưa khắc phục được cái đồ mùi độ hòa tan thì em uống nó còn em uống á, tất nhiên nó phải đang cặn. Mà em uống cái lưỡi của em á cảm thấy nó có gì đó nó không thông như quay. Đó. Dễ dàng pha trộn. Đó. Dễ dàng pha trộn nè, không có mùi, không mùi, không chút bảo quản. Ghê chưa? Trời ơi, cái gì đây? Tất cả mọi thứ đều tự nhiên. Nguồn protein gồm C8 MCT oil. Cũng dữ dữ lắm em. Đó, dữ dữ đó nha. Thì nói tóm lại, đây là cái chương trình này không phải là anh ngồi anh nói về thành phần sản phẩm, mà chỉ nói về cái góc nhìn. Đó, nói về cái góc nhìn, nói về cái quan điểm và nói về cách sử dụng, phân tích thôi, chém gió thôi. Đó, để cho em hiểu á, là nó khác quay chỗ nào. Bây giờ em nói con này, trời ơi má ơi, gì mày có 20g protein uống không đã, thôi tao mua con này đi. Đây em có quay luôn ba. Ở đây có con Isofix đây, thôi cùng hãng tao mua Isofix đi. Trời ơi má, Isofix tao được 25g protein. Mấy ba so vậy thôi, bố bán cho ai được. Đó, tụi em phải hiểu hai thằng này nó khác nhau. Nó dành cho hai cái nhận thức khác nhau và dành cho hai đối tượng khác nhau, dành cho hai triết lý khác nhau nữa. Đó. Ví dụ như chị em phụ nữ ta dùng cái này ta dễ chịu hơn, thích hơn. Dùng quay cũng được chứ đâu phải ai dùng cũng được. Có người dùng được, người dùng không được. Đó, nên các bạn cũng phải thử. Đúng không? Tôi nói cái gì cũng vậy thôi, cực đoan quá nó không tốt. Mà mình ăn protein động vật nhiều quá nó cũng không tốt nữa. Nó thiếu đi cái chất rau xanh, nó thiếu cái chất xanh. Đúng không? Protein nó phải cân bằng vừa động vật và vừa thực vật. Đó. Hiểu không? Nên nhiều khi tôi buồn buồn ngồi cái tivi cũng ăn hết trái xoài vậy không? Ăn xoài, ăn cam, ăn quýt, ăn trái cây, ăn rau nhiều. Vì dao đẹp. Bây giờ thử không? Nói tới đây muốn thử được không? Khủng này nè ba, nó thật chia sẻ luôn, tối anh luôn á. Anh ngồi anh chơi game này nè, nhớ không? Anh ngồi anh like game buổi tối nha đây nè. Đó, xong rồi cái lúc mà end game xong ra pha hai muỗng dứt, ngủ luôn. Wow. Đó, bột đậu nha mấy em. Bây giờ mấy em hỏi anh nó có làm hũ bự không anh? Hiện tại là chưa. Đó, một muỗng, hai muỗng, muỗng mịn bà cố luôn. Thơm ta. Thơm em. Thằng này là mùi ngon đấy chứ. À. Đưa ly trắng trắng này anh mượn anh test độ hòa tan cho mấy em không, nói anh hắt. Đó. Anh pha rất đơn giản thôi. Không có gì ghê gớm hết. Đây mày uống không trong muỗng nè. Wow. Anh đổ vô nhiêu em cũng uống được hết á. Nguyên ly đó của mày luôn hả? Đó, rồi thấy không? Đổ cái hơi. Đó mịn không? Anh Di mày pha gì cũng mịn hết á. Màu thơm không? Wow. Y như sữa. Quên để logo ngoài. Đó. Nhìn như sữa. Anh thì thấy nó tan hơn thằng raw sạch một tí. Còn tất nhiên nó là protein thực vật nên cái mạch đó. Mình kêu là cái gì? Cái mạch protein nó khác. Uống vô cảm giác nó vẫn khác so với quay. Cái điều đó chắc chắn rồi, còn mới uống vô y như quay này đồ giả. Mà cái sản phẩm này nó mới ra mấy em. Hồi kiện đi qua công ty nó đó là nó chưa có bán đâu. Má nó giấu như quỷ vậy bay. Nó nói là anh chụp hình nữa, anh chụp hình anh chơi chứ nói. No temperature. No temperature, keep secret. Đó. Ý là sao? Ý là tao chưa có bán, mày đừng có chụp hình, mày đừng có post. Tao biết mày nổi tiếng rồi, tao biết mày Facebook của mày kinh lắm. Tao biết YouTube của mày cũng kinh, mày post lên cái chết mẹ tao luôn.
Nó chưa có bóp được, giữ bí mật đó, giờ nó bán luôn. Nên cái thằng nu trách này nó làm ăn nó cũng ghê sao á. Nè, có chữ natural nè mấy em. Có chữ natural, mà nói thêm nha. Anh nói thêm về kiến thức quanh về mỹ đế cho mấy em nghe. Tất nhiên á, cái thằng công ty nu trách này nè, hồi kỳ bị dịch Covid á, công ty nó lớn quá, nó đuổi 30% nhân viên. Chịu đâu có nổi, dịch mà, đúng không? Chịu không nổi, đuổi 30% nhân viên luôn. Nó mới xong rồi cái chính phủ của bang Orlando á, Orlando á, tiểu thọ thành phố, tiểu bang Florida, đâu có bay vô phát một ký cho cái trách mượn nợ BBB mấy chục triệu đô, biết hóa cho mượn liền để giật dậy công ty, không mấy tao móm luôn rồi. Tao tưởng đâu lần cuối cùng tao đi, lần đầu tiên tao đi qua đó là lần cuối cùng luôn chứ. Ô má, lúc đó là dàn xeo miếu máu liền, thôi chia tay Duy Nguyễn nha, bye bye, dụ thanh kiều for last time đồ này nọ, bạn thăm mình ra là cái memory đẹp nhất đời mình, đồ ABC hỏi mày ôi what wrong, what happened, tao bị lay off rồi, what, xong rồi cái sếp bị không đi luôn bày rồi đó. Trời má, nghe buồn ba. Nhưng mà mỹ đế cho mượn tiền liền đó, mỹ đế cho mượn tiền liền, tại cái thằng nu trách nó tốn nhiều tiền, nó phát triển sản phẩm quá, nói thằng RP hai thằng nó chạy đua vũ trang, chạy đua công nghệ, ông nội như sản phẩm người ta đó, người ta 3-4 năm ta chưa đổi cái nào hết trơn hết á, còn hai thằng tía này nó đổi hoài, em để cái nó đổi hoài à, nó thêm mới nhóc luôn, bây giờ nó thêm loạn cái là hồn ma bóng quế varier gì nữa kìa. Ồ, một thằng bổ sung để hai ma vậy nè, kinh chưa đó. Nên cái lúc mà anh qua này chưa có, thằng này chưa có, mà anh bí mật thêm con thằng núp lùm làm gì nữa, con thằng núp lùm làm cái lăng rồi tim nữa, nó là xu thế rồi. Lắp radar núp lùm làm lăng rồi tim luôn đó. Nên cái bây giờ cái tư duy, cái xu thế đó, nó thường nó thấy nó hướng về một cái gì đó nó gai địch, nó hướng về một cái gì đó nó tự nhiên, nó hướng về một cái gì đó nó gọi là cái thực vật nó được chuộng lên rồi đó. Đó, ngày xưa đó thì cái công nghệ nó ít và cái sản phẩm nó cũng không được nhiều nữa, mà bây giờ ví dụ một hãng nó bán quá trời luôn, mình là khách hàng mình chạy theo mình test mệt muốn chết luôn, mấy cái đồ quảng cáo anh uống không khỏi mua luôn em, uống luôn mập luôn. Rồi giờ nói tới thời điểm sử dụng mấy thằng quỷ yêu này, đúng không? Thường á anh không khuyên mấy bạn sàn này sao tập, tại vì sao, tại vì sao tập mình có nhiều sự lựa chọn lựa, ông hiểu không? Sao tập á thì mình xài quay hay xài cái này nè, nó sao tập thì thường mình xài mấy cái này, hiểu chưa? Nhưng mà trong ngày mình nên xài cái này, trong ngày nên xài những cái thằng sau đây có thể xài trong ngày, quay xài trong ngày được, ok, đúng không? Còn tất nhiên ví dụ như bây giờ chị em phụ nữ hay mấy bạn có tiền mua được con món thì nói làm gì, các bạn có tiền mua món thì lúc nào cần routine thì bữa thôi, ngại ngùng gì nữa. Rồi các bạn có hỏi này có hũ bự không? Nope. Không có, mấy thằng này nó chảnh lắm, đúng không? Uống hũ về được, uống mua được thôi à đó. Đồ mà nó mang tính chất là sang sang nữa là không bao giờ làm sai bự hết, mấy em để ý đấy, đồ mà nó sang sang không bao giờ làm sai bự đâu. Còn cái đồ mà nó bán mà cho mấy đối tượng nhà nghèo tiết kiệm á thì nó mới làm sai bự, đúng không? Bạn thấy không, mấy ngày xưa nó còn có một số hãng nó có quay 10 bao, bây giờ trời ơi mày quay 10 bao thiệt, nhìn nó tao dị ứng sao á, nó ít có lắm, nó làm quay 4 bao luôn chứ không được 5 bao nữa, đúng không? Nhiều khi nó làm gì cái thị trường quốc tế đó nó mới làm sai lớn. Còn bây giờ cái này sai này nè, 20 liều, nói nhiều nữa mệt quá, 20 liều, 30 gram đó, 30 gram rồi gram á thì nó có 20 gram protein, nên nói về cái ratio cho sẵn cho protein á thì mấy thằng này nó không có cao, tại mấy này nó mang tính chất là protein hoàn chỉnh, đúng không? Protein hoàn chỉnh nó kết hợp 4 loại protein lại nhau nó tạo ra sản phẩm chứ không phải là thằng này quay không, hiểu không? Đó là sản phẩm nó là vậy, em nên dùng trong ngày trước ngủ, trước khi ngủ sẽ ngủ rất là ngon. Wow. Đó, cái này nó là anh góp ý thêm trong cuộc sống mà nên cân bằng nguồn protein, nó quan trọng nha. Protein từ súp, xong rồi protein từ thức ăn bên ngoài á, ăn ngoài đừng nhiều, có ngày ăn con gà nhanh thôi được rồi. Ăn con gà để chim hả? Còn không thì tụi em ăn cơm, nói chung là tụi em đã mua súp rồi, tụi em muốn súp rồi đó thì tụi em cứ ăn cơm hàng cháo chợ mẹ nấu là ok. Mình ra đường mình ăn mình thấy cái gì nhiều mỡ mình bỏ ra, rồi mình thấy cái gì mà nó tinh bột nhiều quá thì vẫn ít lại vậy thôi nha. Rồi chúc tụi em thành công, mua đi lẹ lẹ đi, đừng phải có là trên tay mới nói chuyện được chứ như Nguyễn không úp hình lên nhiều khi 3 triệu cũng đỡ lắm á. 100% 100% Nhật Cường
Ủa phải Nhật Cường không ta? Hùng Cường với Mai Lệ Quyền lộn. 100% ngất ngay, 100% gì đó. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo không mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.